Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong cái bài số 2, thầy đã quay xong cho em phần lý thuyết khoảng tầm 40 phút ha. Và thầy đã yêu cầu các em là học cái bảng này. Thầy nhắc lại một lần nữa, cái bảng này rất là quan trọng các em nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho các em 5 bài tập mà người ta đã đưa ra ở đây. Ta sẽ bắt đầu đi sang bài số 1. Trong quá trình học thì các em nhớ like, comment tích cực và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông ủng hộ thầy các em nha. Cảm ơn các em và quý phụ huynh rất là nhiều. Ta đi sang câu số 1 các em. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử. Liệt kê các em nhé, liệt kê. Câu A là tập hợp A. Ở đây thầy sẽ không viết lại đề mà thầy sẽ viết dưới dạng là tập hợp luôn ha. X thuộc Z. Z nghĩa là tập hợp số nguyên. Giá trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 5. Thì chúng ta xem thử là những số nào mà thế vào đây là số nguyên. Cả âm và dương khi, tại vì khi chúng ta học về giá trị tuyệt đối chúng ta đã nắm rồi. Giá tuyệt đối khi chúng ta thế số âm hay số dương thì ra số gì? Số dương. Và số 0 thì ra bằng chính nó. Chứng tỏ chúng ta sẽ liệt kê từ âm 4 cho tới mấy? Âm 4 cho tới 4 đúng không nào? Như vậy ra được là âm 4 này, âm 3, âm 2, âm 1, 0, 1, 2, 3, 4. Xong. Nếu như ở đây mà nó có dấu bằng, nếu chỗ đây mà người ta cho có dấu bằng thì chứng tỏ số 5 này lấy luôn. Nhưng ở đây không có dấu bằng thì số 5 này không lấy nha. Câu B, tập hợp B, X thuộc R là tập số thực, 2X bình phương trừ X trừ 1 bằng 0. Thì ở đây chúng ta có thể giải bằng cách nhẩm hoặc là chúng ta sử dụng máy tính bỏ túi chúng ta bấm giùm thầy. Để bấm cái này thì chắc có lẽ chúng ta đã biết đúng không? Các em lên kênh của thầy, các em vào trong 50 tập video hướng dẫn về cách sử dụng máy tính bỏ túi này, FX580VNX. Thì trong đó thầy đã làm tới tập 49 nha. Tới tập 49 thì chúng ta đã biết là chúng ta bấm menu 9 ha, bấm số 2 phương trình, chúng ta chọn hai phương trình bậc 2. Hệ số này chúng ta nhập là 2, bấm dấu bằng, âm 1 bấm dấu bằng và âm 1 bấm dấu bằng. Như vậy đây chúng ta có thể năng nhẩm nghiệm được là x1 bằng 1 và x2 bằng là -1/2, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 1 với là âm 1/2. Xong. Câu C, gì đây anh em? X thuộc tập hợp số tự nhiên. X có 2 chữ số. X có 2 chữ số nghĩa là chúng ta sẽ liệt kê. Mà số tự nhiên mà bắt đầu 2 chữ số đó chính là chữ số gì? Chữ số 10. Và kết thúc đó chính là chữ số 99, đúng không? Đó chính là 10, 11, 12, vân vân. Và đây là 90, 99. Xong. Vậy thôi. Được chưa? Thì tùy theo yêu cầu của bài toán đưa ra và chúng ta giải quyết thôi. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Ta đi sang bài số 2 các em. Câu A, người ta yêu cầu như thế này. Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng. Nghĩa là ở đây là cách mấy? Cách 2 này. Ở cái bài số 1 là viết theo kiểu liệt kê, đó chính là cách 1. Còn cách 2 là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử ha. Câu A, tập hợp A, các số đây là 1, 2, 3, 6, 9, 18. Đây chính là tập hợp các ước gì? Ước của bao nhiêu em? Đây chính là tập hợp các cái ước. Ước gì? Ước của 10, 18. Và phải là tập hợp các số tự nhiên. Chứ nếu mà các số nguyên thì lấy luôn số âm thì nó sai. Em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết dưới dạng chỉ tính chất đặc trưng là gì em? A, ở đây người ta gọi cái đại diện cho các cái chữ số này, các phần tử trong tập hợp A này đó chính là X. Thì X nó phải thuộc là gì? Phải thuộc là số tự nhiên. Chứ nếu ở đây mà các em ghi X mà thuộc Z đó, hoặc là thuộc R là các em sai đấy. Hiểu chưa? Xẹp X là ước gì? X là ước của bao nhiêu? Của 18. Nghĩa là ở đây chúng ta phải nhìn thấy ra được cái quy luật của nó em nha. Câu B, tập hợp B các nghiệm của bậc phương trình 2x cộng 1 lớn không? Như vậy thì B thì ở đây cũng là x. Khi mà nghiệm của bậc phương trình thì nó sẽ thuộc là tập số thực em nha, thuộc tập số thực. Như vậy x thuộc R, xẹp ở đây là 2x cộng 1 sẽ như nào? Lớn hơn không? Câu C, tập hợp C các nghiệm của bậc phương trình, à tạo lỗi, nghiệm của phương trình. Như vậy thì ở đây chúng ta có là đây là phương trình bậc nhất ha, bậc nhất hai ẩm. Chúng ta sẽ được học ở trong cái phần các chương tiếp theo. Người ta giới thiệu trước này, bậc nhất hai ẩn ở đây là ẩn x và ẩn y này.
Như vậy thì chúng ta có C sẽ là x thuộc gì? Thuộc R, và y cũng thuộc R, tại vì đây có hai ổng mà các em. À, và khi đó chúng ta xét ở đây là 2x trừ y sẽ bằng gì? Bằng 6. Xong. Vậy thôi, rất là đơn giản. Phần lý thuyết thì giảng giải nó rất là dài, nhưng mà cái phần bài tập thì người ta lại cho rất là ok, rất là ngắn, đúng chưa? Và rất là dễ hiểu. Chúng ta đi sang ở câu số 3 em nha. Rồi, chúng ta đi sang câu số 3. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp còn lại? Chúng có bằng nhau hay không? Ta có A. A ở đây là x thuộc N, thuộc tập hợp số tự nhiên và x nhỏ hơn 2. X nhỏ hơn 2 thì chứng tỏ A này nếu như chúng ta liệt kê ra nó sẽ là 0 với mấy? 0 với 1. Đúng không? Chứng tỏ A này sẽ là, khi chúng ta liệt kê ra sẽ là 0 với 1. Tập hợp B. Tập hợp B thì ở đây x bình phương trừ x bằng 0 thì nó hai nghiệm. Tại vì ở đây người ta giải là ở đây người ta đặt x ra chung bên trong còn là x trừ 1 bằng 0. Chứng tỏ từ đây người ta làm suy ra hai nghiệm đó chính là x bằng 0 và x bằng 1. Chứng tỏ tập hợp B của chúng ta sẽ là 0 với 1. Tại vì phương trình này thì giải ai giải cũng được, còn giải không được thì bấm máy tính. Được chưa? Như vậy chứng tỏ là hai tập hợp này như thế nào? Chào các em. Nghĩa là A sẽ là con của B và B sẽ là con của A. Nên từ đó chúng ta suy ra A sẽ bằng B. Tại vì người ta hỏi là tập hợp nào là tập hợp con của tập hợp nào, và chúng có bằng nhau hay không? Ý là như vậy. Có B. C là tập hợp các hình thoi, D là tập hợp hình vuông. Chứng tỏ C sẽ là con của D, tại vì D là nó sẽ chứa C. Khi mà chúng ta học về dấu hiệu nhận biết của hình vuông ở trong chương trình lớp 8 thì sao nè? Thì tất cả các cái tính chất này nọ của hình thoi thì nó đều thuộc về hình vuông. Được chưa? Nghĩa là hình vuông sẽ chứa. Như vậy thì ở đây chúng ta có là C là tập hợp con của D, đúng không? Được chưa? C là con của D. Nhưng mà D có phải là con của C không? Không. Tại vì hình vuông thì chưa chắc nó đã là hình vuông thì chắc chắn là hình thoi, nhưng mà hình thoi thì chưa chắc đã là hình vuông. Các em hiểu nè. Và C sẽ khác D, nghĩa là nó không bằng nhau. Câu C. Được không? Nhìn đây nghe. Ở đây là âm 1 cho tới 1, ở đây là âm. Các em nhìn này, thầy vỉ trên hai trục này. Cho em thấy này, ở đây là 0 đúng không? Ở đây là âm 1. Ở đây là mấy? Ở đây là 1. Chứng tỏ chúng ta phải vỉ ở đây. Phần này chúng ta bỏ, đúng chưa? Còn cái trục ở đây các em nhìn này, 2 ở đây là 0, ở đây là 2. 2 ở đây thì nó sẽ chứa 1 ở đây luôn, đúng không? Thì ở đây chứng tỏ là nếu chúng ta lấy 2 ở đây thì nó sẽ bao gồm cả cái này, đúng không? Nó bao gồm ở đây 1 với âm 1 ở đây này, âm 1 ở đây. Đó, nó bao gồm. Chứng tỏ cái thằng tập hợp này nó sẽ, anh F này này sẽ chứa anh E. Chứng tỏ E là con của F. E là con của F. Và E và F này chắc chắn sẽ khác nhau, nghĩa là không bằng nhau. Các em hiểu không? Hiểu chưa? Đấy. Không bằng nhau được em. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang phần bài số 4. Người ta yêu cầu các em là bài số 4 này, hãy viết tất cả tập hợp con và tập hợp B. Thì đầu tiên ta nhớ là có tập hợp rỗng này. Tập hợp rỗng. Cái thứ hai là tập hợp một phần tử. 1, 2, 3 tập hợp nữa là 4 tập hợp. Tập hợp 2 phần tử là 0, 1, 0, 2, 1, 2. Và một phần tử, một tập hợp nữa là 3 phần tử này. Ta hiểu không? Không có phần tử nào là tập hợp rỗng. 1 phần tử, 2 phần tử và 3 phần tử. Ok. Đúng không? Như vậy ở đây ta ghi là các tập hợp con, các tập con của tập hợp B là thứ nhất đó chính là tập rỗng, nghĩa là không có phần tử nào.
Được chưa? Cái thứ hai đó chính là các tập hợp có một phần tử. Các tập hợp có một phần tử như như là ở đây là 0 này, 1 này, 2 này, đúng chưa? Các tập hợp có hai phần tử. Các tập hợp ba phần tử nó có 3, đó chính là 01, 02 và gì? 12. Đúng chưa? Và các tập hợp có mấy phần tử? Tập hợp có 3 phần tử. Tại vì nó chính là con của nó luôn. Đúng không? Nó chính là 0, 1, 2. Xong. Ok. Và mọi tập hợp á, mọi tập hợp, ví dụ tập hợp B này thì nó luôn luôn có hai tập hợp con, đó chính là tập hợp rỗng và tập hợp chính nó, đó chính là tập hợp B. Các em nhớ không thầy như vậy. Các em rất là hay bị thiếu chỗ tập hợp rỗng này với lại tập hợp chính nó này. Còn mấy cái này là chắc lẽ ai cũng thấy rồi. Đúng chưa? Ta sẽ đi sang ở cái bài số 5 em nhá, bài số 5, bài cuối cùng. Cái bài số 5 này thì chúng ta dựa vào cái bảng phía bên đây để chúng ta làm. Người ta yêu cầu các em là dùng các ký hiệu đoạn khoảng nửa khoảng viết các tập hợp sau đây. Con A, em nhìn này, x thuộc R, ở đây không có dấu bằng mà đây có dấu bằng thì chứng tỏ chúng ta phải chọn sử dụng là từ nửa khoảng. Nếu ở đây nó có không có dấu bằng thì nó sẽ là ngọt gì? Không có dấu bằng thì nó sẽ là ngọt tròn, mà ở đây có dấu bằng thì nó sẽ là ngọt vuông. Các em hiểu chưa? Như vậy ở đây câu A là đó chính là nửa khoảng. Đó chính là gì? Ngọt tròn này, 2pi cho tới âm 2pi tới 2pi, ngọt vuông này. Câu B, x thuộc R, giá trị tuyệt đối của x nhỏ bằng căn 2 của 3. Nhưng mà cái này, từ cái này chúng ta phải viết lại này để cho các em thấy này. Xẹt, giá trị tuyệt đối này thì chúng ta chia thành hai trường hợp, đúng không nào? Nghĩa là x này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng gì? Âm căn 2 của 3, và nó sẽ nhỏ hơn bằng căn 2 của 3. Đó, các em hiểu như vậy. Như vậy thì ở đây nó hiện ghi là, ở đây là đoạn, đoạn ha. Ở đây có dấu bằng thì nó sẽ là ngọt vuông, âm căn 2 của 3 và căn 2 của 3. Được chưa? Đấy, nhớ giá trị tuyệt đối này nha. Câu C, x nhỏ hơn 0. X nhỏ hơn 0 nghĩa ví dụ chúng ta nếu mình xét về số nguyên thì nó sẽ là âm 1 cho tới âm vô cùng, nghĩa là âm vô cùng cho tới âm 1 thì nó đều nhỏ hơn 0. Đúng không? Thì chứng tỏ đó chính là gì? Đó chính là khoảng. Như vậy thì nó chính là âm vô cùng cho tới số mấy đây? Số 0. Số 0 ở đây nhớ là ngọt, không có dấu bằng thì nó chính là ngọt tròn. Là khoảng nào. Câu D. Đây, như vậy thì từ cái này chúng ta giải đây này. X thuộc R xẹt 1 trừ 3X. Cái này giải bất phương trình thôi, có ở đâu? Giải bất phương trình thì từ đây chúng ta sẽ suy ra x thuộc R xẹt. Cái này chuyển cái số, chuyển cái âm 3X này qua bên đây, nghĩa là 1 nhỏ hơn bằng 3X thì X sẽ lớn hơn bằng là 1 phần 3, đúng không? X này nó sẽ lớn bằng 1 phần 3. Chắc có lẽ giải này biết chứ, chắc biết giải cái này chứ phải không? Đúng không? Nhưng mà cái này đó chính là gì? Đó chính là nửa khoảng em nha. Nửa khoảng. Đây có dấu bằng, nghĩa là 1 phần 3 cho tới dương vô, dương vô cùng. Đó. Xong, vậy thôi. Lý thuyết là tới 40 phút, nhưng mà phần bài tập thì giải chưa tới 15 phút. Rất là nhanh. Đúng chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài 3. Đó chính là các phép toán trên tập hợp nha. Thầy đề nghị chúng ta nên đọc trước nhìn thấy nội dung của bài này. Bài này nói chung là nó cũng hơi khó hiểu một chút, khó hiểu hơn phần tập hợp em nha. Nhưng mà nó cũng dễ thôi, cũng không khó lắm đâu. Các em cứ đọc trước đi, sau đó thầy sẽ quay cho các em trong clip tiếp theo. Bye bye các em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đấy, đẹp luôn.